Chúng ta biết được rằng là vùng mũi, họng có tác dụng làm ấm, làm ẩm và làm sạch không khí. Ba tác dụng này cũng chính là ba cơ chế của phương pháp xông hơi nước nóng. Thưa quý vị, mùa đông đến, bên cạnh những lo lắng hiện nay về tình hình dịch bệnh COVID-19 thì việc bảo vệ cơ thể phòng tránh cảm lạnh, cảm cúm cũng rất cần được lưu tâm. Bởi những triệu chứng của cảm lạnh thông thường hay cảm cúm thì rất dễ nhầm lẫn với triệu chứng COVID-19. Phân biệt COVID-19 với cảm cúm, cảm lạnh. Định nghĩa, virus corona là một họ virus gồm nhiều loại, được phát hiện ở cả người và động vật. Từ bệnh cảm cúm thông thường cho đến các bệnh nghiêm trọng như hội chứng hô hấp trung đông MERS và hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS đều do chủng virus corona gây ra. Triệu chứng coronavirus 2019 gây bệnh viêm phổi cấp thường giống với các bệnh về đường hô hấp khác. Một số đối tượng có thể trở nên bị nặng hơn khi nhiễm virus này, bao gồm người cao tuổi và những người có bệnh nền hoặc suy giảm hệ miễn dịch. Cảm lạnh. Cảm lạnh thông thường là một nhóm các triệu chứng gây ra bởi nhiều loại virus khác nhau, trong đó rhinovirus chiếm phần lớn. Loại virus này có tới hơn 100 chủng khác nhau. Coronavirus cũng là một loại virus gây cảm lạnh. Cảm cúm. Cảm cúm là một bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường hô hấp, gây ra bởi virus cúm. Bệnh thường do hai chủng virus là cúm A và cúm B gây ra. Các triệu chứng. Virus corona gây ra các triệu chứng: đau họng, đau đầu, chảy nước mũi, có thể có sốt, cảm thấy khó thở, tức ngực, viêm phổi hoặc viêm cuống phổi đối với trường hợp có bệnh nền và hệ miễn dịch yếu. Triệu chứng corona qua từng ngày sẽ nặng lên, khó cấp cứu, gây nguy hiểm cho người bệnh. Triệu chứng của cảm lạnh: đau đầu nhẹ, nghẹt mũi, hắt hơi, chảy nước mũi, có thể sẽ có sốt, cũng có trẻ sốt cao hoặc không sốt. Tuy nhiên, thường là sốt nhẹ. Thời gian sốt từ 1 đến 3 ngày, cũng có thể từ 3 đến 5 ngày là tự khỏi. Cảm lạnh hiếm khi có các triệu chứng đau cơ toàn thân hoặc cơ thể suy yếu. Viêm kết mạc, sưng phù mí mắt, đỏ mắt, có gỉ mắt là một số dấu hiệu có thể gặp trong cảm lạnh thông thường. Các triệu chứng của cảm cúm. Các triệu chứng toàn thân bao gồm đau cơ, cơ thể yếu và đau đầu. Sốt cao và thường sốt lâu dài khoảng 3 đến 5 ngày, sau đó khoảng 1 tuần mới có thể hết bệnh. Đối với trẻ bị cúm, trẻ thường sợ mùi thức ăn, buồn nôn hoặc nôn. WHO khuyến cáo coronavirus 2019 có rất nhiều triệu chứng giống với cảm lạnh, cảm cúm nên rất khó để có thể chuẩn đoán bệnh nếu chỉ dựa vào các triệu chứng. Vì vậy, để xác định các ca nhiễm virus corona 2019, cần đến các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó, những người bị ho dai dẳng, sốt và cảm thấy khó thở nên đi khám sớm. Thời gian qua, nhiều người truyền tay nhau thông tin là cùng với biện pháp 5K thì phương pháp xông hơi có thể hỗ trợ phòng ngừa và điều trị COVID-19. Thậm chí một số chuyên gia y tế cũng ghi nhận xông hơi như là một phương pháp nhằm đào thải độc tố, tăng cường sức đề kháng trước bệnh cảm cúm nói chung và bệnh COVID-19 nói riêng. Mặc dù chưa có nghiên cứu khoa học nào kết luận xông hơi có tác dụng cụ thể như thế nào trong phòng và điều trị COVID-19, nhưng từ xa xưa, xông hơi bằng các loại lá, tinh dầu đã được sử dụng nhằm giải cảm rất hiệu quả. Bác sĩ Vũ Công Thắng, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn sẽ chia sẻ rõ hơn về tác dụng của xông hơi. Xông hơi hay nói cách khác đó là sử dụng hơi nước để điều trị là một phương pháp được sử dụng rất nhiều trong đời sống thường ngày. Nó được áp dụng ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau như lĩnh vực điều trị bệnh, lĩnh vực vật lý trị liệu, lĩnh vực làm đẹp. Và xông hơi thì không chỉ sử dụng ở xông hơi mũi họng mà còn ở xông hơi ở rất nhiều cơ quan khác nhau, ví dụ như xông hơi toàn thân, xông hơi vùng da mặt, xông hơi các vùng da trên cơ thể hay là xông hơi bộ phận sinh dục để điều trị. Và tất cả những cái phương pháp này thì có một nguyên tắc chung, đó là sử dụng hơi nước, có thể hoặc không có sử dụng các loại tinh dầu hoặc các loại thuốc kèm theo. Và hơi nước này cũng có thể là hơi nước nóng, cũng có thể là hơi nước lạnh. Phương pháp này là phương pháp được áp dụng trong cả Đông y và cả Tây y. Nếu trong Tây y thì sẽ thường được biết dưới dạng đó là khí dung. Cái tình trạng mà trẻ em bị ho hoặc là bị co thắt phế quản thường được sử dụng khí dung các thuốc đã rất là quen thuộc đối với chúng ta. Và phương pháp này thực ra là sử dụng các dung dịch có chứa thuốc
làm bay hơi hơi nước để đem những cái thuốc đó đi theo hơi nước để đưa vào vùng mũi họng và vùng hô hấp. Ngoài ra thì sông hơi cũng được sử dụng trong những ngành làm đẹp như da liễu, sông nóng, sông lạnh. Nhất là trong cái quá trình Covid vừa qua thì có rất là nhiều địa phương cũng đã áp dụng phương pháp này để hướng dẫn cho người bệnh, vừa để là phòng bệnh, vừa để là chữa bệnh. Chúng ta biết được rằng là vùng mũi họng có tác dụng làm ấm, làm ẩm và làm sạch không khí. Ba tác dụng này cũng chính là ba cơ chế của phương pháp xông hơi nước nóng. Thứ nhất, đó là làm ấm không khí. Thì ngay cái việc trong lúc xông hơi, không khí được đưa vào mũi họng, sau đó đưa xuống phổi của chúng ta đã được làm ấm, giúp cho tình trạng khô đường mũi họng, lạnh đường mũi họng sẽ giảm đi, giúp cho mũi họng không bị tăng xuất tiết dịch, và như vậy sẽ làm sạch thêm đường mũi họng. Thứ hai, đó là làm ẩm, nhất là trong quá trình bị ốm hoặc là trong thời tiết như mùa thu, mùa đông, khi độ ẩm rất thấp thì việc xông hơi dù là nước nóng hay là nước lạnh cũng rất là hiệu quả về việc làm giúp cải thiện sức khỏe về mũi họng, giảm tình trạng viêm niêm mạc, giảm tình trạng xuất tiết niêm mạc, giảm tình trạng phù nề niêm mạc đi rất là nhiều. Thứ ba, đó là làm sạch. Ngoài tác dụng là giúp cho niêm mạc đường hô hấp ẩm hơn, giúp cho các vi khuẩn, nấm mốc, bụi bẩn đọng lại được rửa trôi đi dễ dàng hơn, thì việc pha thêm các loại tinh dầu vào trong xông hơi sẽ giúp tăng cường khả năng làm sạch cũng như sát khuẩn đường hô hấp. Những loại dược liệu thường được sử dụng trong quá trình xông hơi cũng rất là lành tính, ví dụ như những loại giúp làm sát khuẩn như là tinh dầu bạc hà, tinh dầu vỏ cam, tinh dầu vỏ chanh, tinh dầu vỏ bưởi. Ngoài ra thì còn có những loại tinh dầu giúp làm ấm, làm tăng cường khả năng làm ấm của phương pháp này, ví dụ như là tinh dầu xả, tinh dầu của gừng. Thì những loại tinh dầu này ngoài tác dụng kháng khuẩn, sát khuẩn thì còn giúp cho các tình trạng như nề cuốn mũi, các tình trạng như ngạt mũi sẽ giảm đi rất là nhiều. Chính vì thế mà xông hơi kèm theo tinh dầu cũng có tác dụng rất tốt trong việc điều trị cũng như chăm sóc các vấn đề về đường hô hấp, đặc biệt là đường mũi họng. Khi xông hơi chúng ta phải sử dụng nước, chính vì vậy nước của chúng ta cần được đảm bảo vệ sinh. Số 2 là cần phải để ý phương pháp này với những người có bệnh lý mạn tính, ví dụ như bệnh lý tim mạch, bệnh lý hô hấp. Vì ở trong môi trường có độ ẩm quá cao, hơi nước quá cao, đôi khi sẽ làm những bệnh nhân này bị khó thở. Chính vì thế, những bệnh nhân có những tình trạng hô hấp mạn tính như hen, như viêm phế quản mạn tính COPD, đó, hay là có những bệnh lý về tim, thì cần phải có sự tham vấn của bác sĩ trước khi sử dụng những phương pháp này. Thứ ba, đó là chúng ta cần quan tâm đến chất lượng của các loại thuốc cũng như tinh dầu khi chúng ta xông hơi. Nếu chúng ta sử dụng trực tiếp từ các loại như vỏ cam, vỏ chanh, vỏ bưởi, xả, gừng, thì chúng ta cần phải rửa sạch, làm sạch những thực phẩm này trước khi đun lên. Còn nếu chúng ta sử dụng các loại tinh dầu thì cần phải quan tâm đến nồng độ, không nên cho quá nhiều tinh dầu vào, sẽ gây ra những mùi khó chịu và gây ra tình trạng là kích ứng của niêm mạc đường hô hấp. Cũng như là cần quan tâm đến chất lượng, là chúng ta cần phải lựa chọn các thương hiệu tinh dầu uy tín, không nên mua các loại tinh dầu trôi nổi trên thị trường, cũng như không tự tách chiết các loại tinh dầu vì có thể không được tinh khiết. Và cuối cùng, điều cần chú ý khi xông hơi, đó là chúng ta khi xông hơi xong, chúng ta biết rằng cơ thể chúng ta đang rất là nóng, các mạch máu dưới da đang giãn ra, thì cần phải lau khô người và tránh tiếp xúc ngay lập tức với những môi trường hoặc không khí lạnh, vì lúc đó chúng ta có thể bị cảm lạnh, có thể bị mất nhiệt, có thể bị phù nề thêm quấn mũi do lạnh. Chính vì thế cần phải giữ ấm cơ thể, lau khô cũng như là không khí của cái môi trường mà chúng ta tiếp xúc sau khi xông hơi.